Các bạn thân mến, đây là một chiếc máy nổ hiệu Tuco 6,5 ngựa. Và điều đặc biệt là cái máy này là nó được gắn một cái bơm cơ bằng bơm tự hành. Các bạn thấy không? Cái bơm tự hành này nó rất là đặc biệt. Khi mà mình không cần phải mồi nước, không cần mồi nước là mình chỉ việc thọc cái ống xuống là tự nó hút lên thôi. Đây, để mình làm cho các bạn xem. Đây là cái ống nè, giờ thọc xuống là tự nó hút nước lên nha các bạn nha. Đó, các bạn thấy không, thọc cái ống xuống là tự động nó hút nước lên, không cần phải mồi. Đây, mình lấy ống lên nè nha, lấy ống lên đây, hút hơi mạnh lắm ở đầu, giờ mình bỏ xuống nè. Hoàng nào, tự nó hút lên không cần phải mồi. Mình bỏ vô phi.